Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Ngày hôm qua do gặp một chút sự cố trục trặc, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe bù chuyện của ngày hôm qua nhé. Mong là bà con thông cảm. Và cũng lâu rồi không có giới thiệu lại. Hôm nay xin một phút để mà giới thiệu. Thì ngoài kênh Đất Đồng Radio này ra, thì Huy cũng có phục vụ ở trên kênh Đất Linh Radio. Sẽ có một số bà con biết rồi, và cũng sẽ có những bà con mới đến kênh chưa biết. Và ở trên kênh Đất Linh Radio thì Huy sẽ phục vụ những tác phẩm truyện dài hơn, khác với bên Đất Đồng Radio là những tác phẩm truyện ngắn. Thì đối với những bà con nào thích nghe thêm những truyện dài do Huy phục vụ, thì bà con có thể qua bên kênh đó nghe để ủng hộ cho Huy nhé. Còn đối với những bà con thích truyện ngắn, thì thực ra trên đó cũng có những cái tập truyện, thời lượng nó cũng không quá dài, cũng đâu đó khoảng 3 tập, 4 tập, 5 tập, và nội dung rất là hay. Như hiện tại thì chúng ta đang có bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, một sáng tác rất là hay, và đang được quý bà con ở bên kênh đó đánh giá rất là cao. Bà con qua nghe ủng hộ cho Huy nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại lão cổ để chúng ta đi tiếp chặng hành trình của cậu pháp sư trẻ Thiên, một cậu pháp sư mang trong mình bổn mạng có 8 vía. Series Về Quê Làm Thầy Pháp với phần thứ 5, Cây Me Trấn Quỷ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Sau vụ việc phanh phui tội ác trong xưởng nhang của ông Phong ở làng Tân Tứ, anh chàng thầy Pháp Thiên ở nhà đâu được vài bữa. Sau đó vì sốt ruột nên căn gối lên đường đi tìm thêm tung tích về con quỷ trốn thoát phong ấn. Từ ngày Thiên trời đi đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Làng Tân Hiệp chỗ nhà anh mấy hôm nay bỗng trở nên nhốn nháo. Người dân hoang mang đứng ngồi không yên. Hễ đêm xuống là toàn bộ bầu trời trở nên u ám đen kịch, sấm chớp đánh ầm ầm ở đằng xa, nhưng lại chẳng thấy có một hạt mưa nào rơi xuống. Bên cạnh đó còn xảy ra những việc kỳ quái mà không ai ngờ tới. Đầu tiên là ông Liêm, nhà sát con mương nước cuối làng, bỗng dưng phát hiện ra tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây cổ thụ ở ven đường làng. Công an xuống điều tra thì chỉ phát hiện được những manh mối, đi đến kết luận là ông ta tự tử. Đáng sợ hơn là mới lúc sáng nhận được tin ông Liêm chết treo cổ, thì trong buổi trưa hôm đó lại nghe tin thằng Hí con bà Vân đang chơi cùng đám bạn trên cây me gần đó, vô tình trượt chân té xuống đất bỏ mạng tại chỗ. Tay chân gãy hết đi, đầu đập xuống mấy cái rễ to đùng làm máu chảy ra lên láng khắp nơi. Chớp mắt đã gần tới ngày cúng thất thứ ba của ông Liêm và thằng Hí, bỗng nhiên lúc này lại có quỷ sự xảy ra. Trong xóm có một bà lão tên là Chính, đã ngoài 70, sức khỏe dù hơi yếu nhưng vẫn còn đi lại và ăn uống sinh hoạt bình thường. Đêm trước ngày cúng thất của hai người kia, bà Chính mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và kinh hãi. Bà thấy mình đang đứng ở một cánh đồng ruộng dài bát ngát, xung quanh không có nhà cửa gì. Giữa ruộng có một cây me cổ thụ rất to, còn có một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ đậm đứng sát bên gốc cây. Mái tóc cô ta đen dài rủ xuống, cả người đứng yên không hề động đậy, chỉ dùng đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào bà ta. Dưới gốc me có cột hai vong hồn, một già một trẻ. Bà Chính nhận ra đó chính là vong hồn của ông Liêm và thằng Hí. Họ liên tục vẫy tay gọi bà lại. Cô gái bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích, giống như đang canh chừng. Mấy đứa con nghe kể lại thì cho rằng bà Chính thần hồn nát thần tính nên mơ sảng vậy thôi. Đêm hôm sau, bà Chính bỗng đổ bệnh nặng. 3 giờ sáng thì trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, bà ấy còn cố gắng dùng chút hơi tàn trăn trối với con mình một câu: nghiệp báo, làng Tân Hiệp sẽ gánh phải kiếp nạn diệt vong.
Sau cái chết kỳ lạ cùng với lời trăn trối của bà Chính, dân làng ai nấy chìm trong hoang mang và bất an. Những người cao tuổi trong làng lúc này mới tiết lộ một câu chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước, có liên quan tới người con gái áo đỏ mà bà Chính nằm mơ thấy. Cô ta tên là Dúi, vốn hiền lành thiện lương, nhưng lại xui xẻo bị nổ bom chết trong lúc đang chạy nạn. Xác của cô được một người thầy pháp cùng với chính người đồ đệ của mình đem chôn ở ngọn đồi cao. Còn phần hồn thì bị thu giữ và giam nhốt dưới gốc me giữa ruộng. Đến nay cũng phải trải qua gần 100 năm. Mục đích mà người thầy pháp trẻ kia làm việc này vẫn là một bí ẩn không có lời giải đáp. Nhưng nó thật sự quá đỗi tàn nhẫn đối với cô gái chỉ mới vừa tròn 20. Có lẽ linh hồn bị phong ấn quá lâu đã khiến cho cô gái sinh lòng oán hận đối với người thanh niên thầy pháp kia, và rồi trở thành quỷ dữ. Người xưa còn đồn đại rằng chính người đệ tử của chàng trai đó sau khi phong ấn vong hồn cô gái xong cũng ở lại định cư ngay trong làng này. Rất có thể ông Liêm, thằng Hí và bà Chính là hậu duệ của những người đó. Trải qua hàng 100 năm bị giam giữ, chưa rõ nhờ vào đâu, cô gái đã thoát được và bắt đầu trả thù. Dù rằng chính đệ tử và người thanh niên thầy pháp đó đã chết từ rất lâu, nhưng nỗi oán hận của cô thì vẫn còn mãi, và cô bắt đầu trút nó lên những người có máu mủ huyết thống với họ. Khi Thiền kết thúc chuyến đi và trở về tới nhà thì sắc trời cũng đã là chập tối. 4 tháng trời trong rủi khiến cho anh mệt mỏi và rất nhớ nhà. Nhưng khi đặt chân vào sân, nhìn khung cảnh âm u lạnh lẽo bao trùm trước mặt, Thiền biết là có điềm chẳng lành. Anh mơ hồ thấy có vài ba bóng người đang lướt ngang qua nhà mình. Đa số đều là vong hồn vất vưởng. Những thứ này anh có thể xử lý được. Chỉ cần lắc nhẹ chiếc chuông vài cái là đã khiến cho chúng nó sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Vào bên trong nhà, cảm giác lạnh lẽo bao trùm càng rõ rệt. Thiên nhận thấy bàn thờ tổ huyền nhà mình giống như bị ai đó sắp xếp lại. Toàn bộ bố cục đã không còn như xưa nữa, và những bức di ảnh của ông bà tổ tiên lại đặt ngang hàng với nhau. Nhất là bức ảnh của ông bà cố được ai đó cố ý hạ xuống. Đây chính là điểm kỵ nhất trong thờ cúng. Theo lẽ thường, ông bà cố phải được đặt ở trung tâm bàn thờ và xếp cao hơn ông bà nội. Đàn ông bên phải, phụ nữ bên trái. Hiện tại mọi sự bị xáo trộn toàn bộ đi, làm cho bàn thờ tổ không còn linh nghiêm, thậm chí dẫn đến tai ương về sau cho cả nhà. Thiên còn đang hoang mang suy nghĩ thì thấy cô em gái út từ trong nhà bước ra. Con nhỏ bận đồ đẹp, trang điểm nhẹ. Thấy ánh mắt Thiên thoáng nghi ngờ, liền giải thích là mình đi đám cưới ở xóm dưới. Thấy những sự kỳ lạ trong nhà, Thiên gặng hỏi, nhưng Út Dung cũng không nói rõ. Chỉ biết anh ba sau khi cãi nhau với ba về cái gì đó trong chuyện thờ cúng thì đã bỏ đi thành phố đi làm mấy bữa nay. Lúc này ngoài cổng có chiếc xe tay ga màu đỏ chạy vô, là Trâm, con bà Anh ở cuối xóm, ghé rủ Út Dung đi đám chung cho vui. Dung khều tai Thiên nói nhỏ, Trâm là bạn gái mà Thiện mới quen trong thời gian anh đi vắng. Thiên vốn tính tình không ưa xét nét, chỉ muốn nhìn thoáng qua xem bạn gái của em mình ra sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tiệu tụy xanh xao không thể giấu dưới lớp trang điểm kỹ càng của Trâm, anh một lần nữa nhíu mày. Sau một hồi đắn đo, Thiên bèn nói ra những điều mình cảm nhận. Đó là dường như Trâm đã có thai. Cả Út Dung và Trâm đều rất ngạc nhiên, nhưng vì sắp trễ giờ đám nên Thiên chỉ dặn dò Trâm đi đứng cẩn thận, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Chuyện còn lại đợi thằng em trai mình về sẽ tính tiếp. Bóng hai cô gái khuất khỏi cổng nhà, Thiên vội quay vào trong, tranh thủ chỉnh sửa một chút trên bàn thờ tổ cho đúng vị trí. Thiên chỉ mới vừa đặt di ảnh của ông bà cố lên cao một chút thì chợt thấy ông Lân ở sau hè chạy sòng sọc thẳng lên nhà trên với khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt ông nổi từng đường gân máu
trông rất dữ tợn, tay chỉ thẳng mặt anh mà quát lớn: "Mày làm cái gì đó? Ai cho phép mày thay đổi bàn thờ? Đi mấy bữa không sao, vậy là quậy phá cái nhà. Triết rồi không coi tao ra cái gì cả." Thiên giật mình hoảng hốt nhìn ông. Lúc này bà Phương mẹ anh cũng chạy lên, thấy Thiên cầm di ảnh ông nội thì cũng ngạc nhiên không kém. "Chuyện gì mà la lối sầm vậy ông?" "Bà coi nó kìa, học được một chút bùa ngải rồi cứ về tự ý thay đổi bàn thờ vậy đó, coi còn có tức không?" Ông Lân giận dữ lớn tiếng. Thiên ngơ ra sững sờ. Từ xưa tới giờ ba anh đâu có nổi giận như vậy, cùng lắm là cằn nhằn mấy câu, cũng không có làm bộ dạng hung thần ác sát như vậy. Ông Lân hậm hực nhìn vợ con, sau đó vội giật cái di ảnh trên tay Thiên, còn không quên lên tiếng cảnh cáo: "Bàn thờ này cấm mày đụng tới, để yên rồi cho tao, nếu không thì đừng có trách." "Con chỉ tò mò là ai thay đổi bàn thờ nhà mình vậy thôi." "Tao đó, rồi sao?" Ông Lân không trốn tránh mà lên tiếng thừa nhận, biểu cảm lạ lùng hết sức. Thiên nhíu mày thật sâu, nhận thấy trên người ba mình có cảm giác vô cùng lạ lắm, giống như bị thư ếm vậy. Nhưng mà Thiên đã quan sát và không cảm nhận được có buồn ngãi gì trên người cha mình cả. Mọi chuyện cứ kỳ quặc và rối tung, khiến cho anh cảm thấy rất bế tắc. Đợi ông Lân vào nằm võng xem tivi, Thiên mới gọi mẹ ra ngoài nói chuyện. Vì an toàn cũng như không cho ông ấy phát giác và nghe thấy, nên anh hạ xuống xung quanh không gian nhỏ mấy tấm bùa. Bà Phương bước vào trong vòng tròn và bà mới thở dài bất lực, chán nản kể cho anh nghe. 5 ngày trước, ông Lân có ghé qua nhà ông Chính Chim để ăn đám dỗ. Chẳng biết nhậu xong từ khi nào, nhưng mãi tới 7-8 giờ tối mới trở về nhà. Quần áo thì xộc xệch, lôi thôi lết thích. Rồi từ hôm đó trở đi, tính tình của ông thay đổi hẳn. Ai ở trong nhà làm chuyện gì ông cũng không vừa ý. Mấy chuyện nhỏ nhặt như lau nhà quét sân, ông cũng kiếm cớ để mắng chửi. Mặc dù từ trước tới nay, ông đâu có bao giờ thèm ngó ngàng tới chúng. Cái bàn thờ cũng là do ông tự ý thay đổi đi. Bà Phương vốn không rành về phong thủy thờ cúng, cho nên chẳng để tâm tới nó ra làm sao. Đến khi Thiên giải thích, bà mới nhận ra việc này rất nghiêm trọng. Chưa hết, ông Lân còn có thêm một điểm bất thường nữa. Đó là cứ đến 12 giờ khuya sẽ ngồi bật dậy, lặng lẽ nhìn vào khoảng không gian tối mịt, tầm hơn một tiếng sau mới chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, xong lại chui vào mộng ngủ như bình thường. Sau khi nghe xong và sâu chuỗi lại, Thiên lờ mờ cảm nhận được ba mình rất có thể đang bị người âm hành. "À, quên nói với mày cái này, tốt nhất đừng có đi ra ngoài nha. Trong xóm dạo này ma có nhiều dữ lắm." Thấy ánh mắt khó hiểu của con trai, bà lại kể tiếp. Từ 3 cái chết kỳ lạ của ông Liêm, thằng bé Hí và bà Chính, cho tới những câu chuyện và lời đồn thổi về vong hồn cô gái tên Dúi ở Gốc Me đã thoát ra, hiện tại đang tìm hậu nhân của những người giam nhốt mình năm xưa để mà báo thù. Dân làng còn kháo nhau trước khi chết, ba người kia đều nằm mơ thấy một cô gái mặc đồ đỏ đứng bên cạnh Gốc Me. Mới nhất thì là bà bán thịt heo ở ngoài chợ cũng kể mình gặp giấc mộng như vậy. Lại sắp tới thất thứ 3 của bà Chính rồi. Bà Phương lo lắng ông Lân bất thường như vậy, có khi nào cũng đã mơ thấy cô gái kia rồi gặp chuyện chẳng lành hay là không. Thì nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, song lòng cũng có chút lo lắng. Vậy quả thực là có một nữ quỷ đang quấy phá dân làng, không biết sẽ gây ra bao nhiêu cái chết nữa đây. Thêm một điều khiến cho Thiên nghi hoặc nữa, đó là gốc cây me ấy vốn có linh hồn thằng Tuấn bạn anh trấn giữ. Tuấn lúc sống cũng là một thầy pháp, tại sao lại để con ác quỷ kia tai quái như thế? Chẳng lẽ sau khi thoát khỏi sự giam giữ, con quỷ đã bắt hồn phách của Tuấn đi rồi? Thiên chợt giật mình. Ủa mẹ, mẹ nói tối không được ra ngoài, vậy sao cho con Dung đi đám cưới vậy?
Nó nói đi đám á, rồi ghé qua nhà con Trâm ngủ luôn, sáng mai mới về. Thì dù gì bên đó cũng có hai mẹ con Trâm thôi, nên mẹ cũng yên tâm. Nhắc tới Trâm, Thiền muốn nói cái vụ có thai với thằng em cho mẹ nghe, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Trước mắt đợi thằng Thiện về rồi tính. Trong nhà đang xảy ra chuyện, nếu thêm việc này sợ mẹ sẽ thêm lo. Bà Phương thấy không còn sớm nên vào trong dọn dẹp nấu cơm. Thiên ở ngoài này lấy điện thoại gọi cho Thiện mấy cuộc nhưng không nghe máy. Anh đành gửi mấy dòng tin nhắn rồi cũng quay vào trong tắm rửa. Từ lúc mà Thiên về nhà thì đã luôn thấy ông Lân càm ràm chửi rủa. Đặc biệt là ông chuyên nhằm vào Thiên mà la mắng, khiến cho anh cũng có chút bực bội. Theo dõi hai ngày nay, trừ những cử chỉ khác thường thì không hề thấy có chút âm khí hay bùa ngải nào quấn quanh người ông. Điều này giống như một án sương mù án ngữ lấy đầu óc của Thiên. Ngay cả khi anh mở cái vế thứ 8 để nhìn cũng không thấy được gì. Sang ngày thứ 3, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng ông Lân lên tiếng nói một câu mà ai cũng khó hiểu. Bà Chiết sắp chết rồi. Ngày xưa phá thai 5 lần mà chẳng lần nào chịu cúng cho tụi nó. Bây giờ tụi nó về đòi mạng bà đó. Tội bà nặng lắm. Ngày mai sẽ chết lúc 3 giờ sáng. Một nhà ba người sau khi nghe vậy đều sởn gai ốc. Bà Giết trong lời của ông Lân là hàng xóm cách nhà anh 4 căn, cũng chính là cái người bán thịt heo đã mơ thấy cô gái mặc váy đỏ kia. Nghe người ta nói là bà này lúc trẻ lẳng lơ lắm, hai ba đời chồng, phá bỏ không ít đứa con. Lấy ông chồng sau cùng này thì sinh được một thằng con trai nhưng bị thiểu năng. Năm nay đã là thanh niên mà vẫn cứ như đứa con nít. Thiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lời nói của cha cứ như là ông thầy bói phán truyền dự đoán tương lai. Bà Phương vì sợ tới tai hàng xóm lại phiền phức nên mới cằn nhằn. Người ta sống sờ sờ, ông trụ người ta chết coi chừng dính nghiệp. Ông tin bà cứ chờ coi, tối mai bà vợ nó sẽ chết cho coi. Ông Lân vẫn cứ nói những cái lời không hay đó. Bất chợt ông quay sang Thiên mà gằn lên. Mày đó, từ nay về sau mày qua phòng thằng Thiện ngủ đi. Để cái phòng đó cho tao, chứ đêm nào mày cũng rình mò, sao tao ngủ được. Một câu nói khiến cho Thiên lại giật mình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cha. Hai ngày nay anh theo dõi vô cùng cẩn thận, vậy mà cũng bị ông phát hiện sao? Ông Lân lại quay sang bà Phương, nói bằng giọng có phần dịu hơn. Thằng Thiện sắp về rồi, kêu nó chở con Trâm đi khám gấp đi, chứ tôi thấy con nhỏ bầu bì được hơn tháng rồi đó. Cả nhà lại một phen ngã ngửa. Ông Lân nói xong cứ đứng lên đi ra ngoài. Thiên cảm thấy mình cần phải cẩn thận hơn. Cha bây giờ quá khác lạ, khác lạ hoàn toàn, không còn giống người cha hiền hòa mà anh biết bao nhiêu năm qua nữa. Hôm sau khi trời tờ mờ sáng, bên nhà bà Giết bỗng vang lên tiếng khóc nức nở. Bà con nghe thấy cũng vội chạy tới xem tình hình. Lúc này mới biết là bà Giết chết từ lúc nào rồi. Đôi mắt vẫn mở ra trao tráo, trợn ngược nhìn lên trên trần nhà. Nhà họ có đánh tiếng nhờ Thiên đến giúp đỡ làm ma chay, chủ yếu là xem thử có phải bị vong ma nào quấy phá hay không. Nhưng Thiên một mực từ chối và nói thay vì mời anh, họ nên mời sư thầy trên chùa xuống tụng kinh gõ mõ sẽ hay hơn. Thầy Pháp chỉ giúp đỡ việc bắt vong và gọi hồn mà thôi, còn về cầu siêu cho người đã khuất tất nhiên phải nhờ đến sư thầy. Đám tang của bà Giết diễn ra rất suôn sẻ, không có bất cứ chuyện kỳ lạ nào xảy ra, ngoại trừ cái chết của bà ấy trùng với 21 ngày của bà Chính. Mọi thứ vẫn bình thường như bao cái đám ma khác. Bà Phương nghe tin cũng một phen tá quả, vì mọi chuyện ứng đúng như lời ông Lân nói hôm qua. Những ngày về sau, ông Lân hoàn toàn biến thành một người khác, suốt ngày chỉ ngồi trú trú trong căn phòng của Thiên. Thằng Thiện về nhà đưa con bé Trâm đi khám thai. Cái thai được hơn 6 tuần tuổi. Thiên thấy xóm làng đang có nạn trùng tang
và ma quỷ quấy phá, mới kêu thằng em trai qua nhà người yêu ở tạm vài tháng đi để tiện bề chăm sóc, và đợi ổn thỏa rồi hắn về lại bên này mà bàn chuyện tổ chức cưới xin. Thiện cũng lo lắng nên đồng ý ngay. Và trong hôm đó, nó vội vã dọn dẹp đồ đạc rồi sang nhà người yêu ở luôn. Mới đó mà bà giết chết đã được một tuần lễ, cả xóm lại tiếp tục lo lắng bất an. Không biết 21 ngày sau sẽ có ai tiếp bước theo. Thiên cũng đau đầu không thôi. Lần trùng tang này phải nói là đáng sợ nhất, nguyên cả một cái làng dính phải. Anh cũng từng xem qua ngày chết của ông Phong và thằng Cu Hí, nhưng đều không có rơi vào giờ thần trùng đi qua. Hai hôm trước ông Lân đột nhiên ra khỏi phòng, nói thần trùng không dám tới làng này, bởi vì trong làng vốn đã ngự sẵn một con quỷ dữ có thù oán rất lớn với người dân ở đây. Thiên nghe xong phải hít một hơi khí lạnh. Nếu đúng như những gì ba anh nói, trong làng sẽ có 9 gia đình chịu chung số phận. Anh mặc dù không mấy tin tưởng, nhưng cũng không thể ngó lơ. Sau hôm đó thì ông Lân không hề bước ra khỏi phòng nửa bước, ăn uống phải có người mang tới tận nơi. Muốn hỏi một vài câu cũng khó hơn lên trời. Thiên lại đang mò mẫm một số thứ, chẳng để tâm tới ông ấy nhiều. Chẳng mấy chốc thời gian lại đến 21 ngày tiếp theo sau cái chết của bà giết. Lần này lại tiếp tục xảy ra án mạng, không phải một mà tận hai người, đều là con cháu trong nhà của ông Phong. Bọn họ chết cùng ngày cùng giờ. Người dân ai nấy đều hoang mang lo sợ, có không ít nhà phải bỏ xứ mà đi bởi vì vụ việc quá đỗi kinh dị và rùng rợn. Làng Tân Hiệp rơi vào cảnh u ám cùng cực. Cứ tầm 10 giờ tối là bắt đầu xuất hiện tiếng khóc than hoặc tiếng nói chuyện rì rầm bên ngoài, dù chẳng có ai dám đi ra đường vào giờ đó. Nhà ông Minh gần cây me có đứa con gái mới 10 tuổi. Đang ngủ bỗng nhiên nó bật dậy vì tiếng ồn ào ngoài sân. Ông Minh cũng nghe, nhưng chỉ văng vẳng bên tai chứ không rõ ràng như đứa con. Con bé đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy có tới 4-5 cái bóng đen đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây me, thì thầm to nhỏ. Nó nghe được một câu trong số họ nói như thế này: lần tiếp theo, thằng Bin, ông Kính, rồi con bé Sim sẽ chết. Chuẩn bị mọi thứ đi, rồi đi bắt chúng nó. Sau khi ông Minh nghe con mình thuật lại thì nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng lo lắng cho ba người kia. Sáng sớm đã chạy vội đi báo tin, mong rằng bọn họ mau chóng rời khỏi ngôi làng càng sớm càng tốt. Thằng Bin và con Sim được gia đình mang đi ngay, duy chỉ có ông Kính vẫn còn ở lại. Sau khi ông Minh ra về, ông Kính đã chạy vội sang nhà Thiên xin làm tấm bùa bình an và hy vọng anh có thể giúp cho ông tai qua nạn khỏi. Thiên cũng làm cho ông một lá bùa tương đối cao tay một chút. Tuy rằng nó không đảm bảo cứu mạng ông suốt đời, nhưng một hai lần thì vẫn có khả năng. Khoảng thời gian này ông Lân lại liên tục ra khỏi nhà. Cứ mỗi lần ông đi lại mang theo chiếc tay nải bằng vải len cũ, quấn lên đó một lớp giấy bạc mỏng. Thiên có hỏi cha đi đâu, nhưng ông ấy chỉ nói đi làm việc cần làm, thành ra không để tâm lắm. Ngày nào cũng lặp lại hành động như vậy. Tầm trưa trưa đứng bóng là ông lại ra khỏi nhà. Thiên cùng mọi người cũng tò mò nhưng không dám hỏi thêm. Trong ngày thứ 21 tiếp theo, dân làng không có ai là có người mơ thấy giấc mơ kinh dị đó. Mọi người thoáng kinh ngạc. Thế rồi ngày thứ 22 vẫn không có ai chết. Từ tâm trạng lo lắng bất an chuyển sang khắp khởi vui mừng hy vọng, Thiên cũng có hơi bất ngờ. Thật sự đã hóa giải xong kiếp nạn rồi hay sao? Nhưng cậu vẫn cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Chiều tối ngày hôm đó, ông Lân chợt quay về nhà với vẻ mặt nghiêm trọng, nhẹ giọng nói với Thiên: "Chuẩn bị đón kiếp nạn cuối cùng rồi. Lần này nếu không hóa giải được thì chắc chắn những gia đình còn lại sẽ chết hết. Toàn bộ con cháu trong nhà không ai thoát khỏi." "Bà biết chuyện gì đang diễn ra có đúng không?" "Biết, nhưng mà tao có việc cần phải giải quyết, không thể ở đây lâu được." Ông sau đó đưa cho Thiên một cái bọc hình vuông rồi nói: "Bên trong là thứ mày đang cần. Tao cực khổ lắm mới tìm ra được. Hy vọng mày có thể giải quyết vấn đề nan giải hiện tại của cái xóm này." "Số cuộc nó là gì vậy ba?" Thiên nhận lấy, cảm giác hơi nặng tay nên tò mò hỏi. Ông Lân không đáp mà trợn trừng mắt, khiến cho Thiên có chút rụt rè. Đợi ông ấy trời đi chỗ khác, anh mới dám mở nó ra xem. Đó là một cuốn sách bìa đã cũ, ố vàng, nhưng những trang bên trong thì vẫn còn nguyên vẹn và rõ nét. Thiên kinh ngạc nhất là những dòng chữ ở ngoài bìa. Tuy anh không đọc được dạng chữ này, nhưng nhìn có vẻ giống như bùa chú trong đạo thuật. Thiên nóng lòng muốn hỏi ông Lân nội dung cuốn sách, nhưng ông ấy đã lại đi đâu mất tiêu. Đang lây hoay chuẩn bị đem cuốn sách đi cất thì bỗng dưng phía ngoài đường làng vang lên tiếng kêu la. Âm thanh vang vọng khắp xóm, khiến cho ai nấy cũng giật mình hoang mang. Thiên vội đi ra khỏi cửa, ngó nhìn lên phía đầu làng. Ngoài anh ta cũng có rất nhiều người đang tò mò ra ngoài cổng nhà mình để đứng hóng chuyện. Theo hướng âm thanh phát ra, có một nhóm thanh niên tầm 5-6 người lạ quắc, khuôn mặt trông rất dữ tợn. Trên tay mang theo dao kiếm, rượt đuổi ba thanh niên đang chạy phía trước. Ba người kia thì ai cũng biết rõ, tụi nó đều là dân xóm này, tuổi sàng sàng nhau tầm 21-22. Thường ngày nhậu nhẹt khúc chích, không chịu lo làm ăn, suốt ngày xin tiền ông bà già để tiêu xài. Nhìn cảnh tượng ba thằng chạy thục mạng như vậy, có lẽ là dai nóng xã hội đen mà không có khả năng trả, nên đám ấy mới đuổi giết tới tận làng. Hàng xóm mặc dù đứng đông đen, nhưng chẳng có ai dám đi ra can ngăn. Dáng vẻ bậm trợn khát máu của đám du côn khiến cho dân làng sợ chết khiếp. Ba thằng vừa chạy vừa kêu cứu khang cả cổ họng. Tụi nó muốn vào nhà người ta lánh nạn, liền bị người ta đuổi cổ ra vì sợ bị liên lụy. Hết cách, ba thằng phải chạy một mạch hướng ra đám ruộng ở cuối làng. Mấy tên xã hội đen tất nhiên không dễ gì bỏ qua. Chúng truy cùng đuổi tận, bám theo sát gót. Lúc này thì người nhà của ba thằng kia cũng đã ùa đến, kẻ cuốc người rựa, hung hăng đuổi theo đám du côn chửi bới ôm sầm. Cái xóm giống yên bình trở nên náo loạn như trong phim xã hội đen. Ba thằng kia đang chạy thì chợt khựng lại. Thiên đứng từ tích đằng này, đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại thật chặt. Anh cảm giác được ngoài cánh đồng đó xuất hiện sương mù mờ ảo đang bay tới. Vị trí phát ra là từ gốc cây me giữa làng. Sương mù phủ xuống đôi vai mọi người, nồng đậm nhất vẫn là đám xã hội đen và đám họ hàng của ba thằng kia. Đôi mắt họ bắt đầu xuất hiện đường gân máu, con người đỏ quạch chất chứa nỗi thù hận sâu sắc. Hai bên lao vào giáp lá cà chém nhau loạn xạ. Bà con đứng xem từ xa cũng phải hít một hơi khí lạnh. Người yếu bóng vía thì ngã bệt xuống đất, tái xanh mặt mày. Thiên cũng chết lặng trước cảnh tượng đầy máu me trước mắt. Lúc công an tới thì có tới 3-4 người tử vong, một số khác bị thương nặng, chỉ có 2-3 người là bị nhẹ. Toàn bộ đều được áp giải lên xe chở thẳng tới đồn công an. Mấy thi thể nằm giữa ruộng, pháp y xuống khám nghiệm để điều tra. Thiên để ý thấy trận ẩu đả vừa dứt thì làn sương mù mờ nhạt như khối hồng hồng đỏ đỏ bao trùm lên người bọn họ cũng lập tức biến mất đi. Không gian trở lại trong xanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Bằng kinh nghiệm bao lâu nay, Thiên đoán làn sương mù đó chỉ có mình thấy được, và chính nó đã khiến cho những người có hung khí trong tay trở nên hung tàn hơn như vậy. Thiên mon men chen vào đám người để xem quá trình khám nghiệm tử thi. Bỗng anh phát hiện có mấy cái bóng trắng lấp ló xen lẫn với những người làng hiếu kỳ.
Một cảm giác thân thuộc dâng lên, giống y hệt như cái lúc anh chứng kiến vụ thằng Hậu chết khi còn làm ở nhà máy đóng tàu. Có điều lần này anh thấy rõ ràng khuôn mặt của họ hơn. Đó đích xác là mấy người tử vong trong trận chém lộn ban nãy. Họ quay mặt về phía Thiên, trong đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi, liên tục vẫy tay ra hiệu cầu cứu. Thiên giật mình hoảng hốt, dường như họ đang cố nói điều gì đó cho anh nghe, nhưng không có cách nào biểu đạt, chỉ có thể quơ tay chân loạn xạ mà thôi. Thiên chưa giải mã được ám hiệu của đám vong hồn kia thì bầu trời đột nhiên chuyển sang một màu âm u xám xịt, rồi những hạt mưa lác đác rơi xuống. Mọi người lúc này cũng lục tục kéo nhau ra về. Lực lượng chức năng huy động thanh niên đàn ông trong xóm dựng 8 cái láng giữa ruộng, căng tấm bạt cũ của mấy hộ dân cho mượn để bảo vệ hiện trường. Những người khác thì tiếp tục công cuộc khám nghiệm, lấy dấu vết chứng cứ. Thiên vẫn đứng ở đó nhìn lên bầu trời. Mây đen đã che phủ toàn bộ một vùng rộng lớn. Từng đợt sấm chớp bắt đầu nổi lên. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, kèm theo tiếng rít gào trầm thấp, cuốn bay vô số tán lá cùng cát bụi. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, từ gốc cây me xuất hiện vô số luồng âm khí màu đỏ au thoát ra ngoài. Mấy vong hồn vừa rồi còn quằn quại ra ám hiệu cho Thiên, lúc này đã bị đám khói đỏ kia trói lại, rồi kéo phăng về phía gốc me. Thiên vội vàng lấy cái chuông anh đeo theo bên mình, định dùng nó để giải cứu đám vong hồn kia. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì bất ngờ bị giữ tay lại. Thiên nhìn lên thì nhận ra đó là ông Lân. Không cần lắc chuông, nó không có nuốt nổi ba thằng đó đâu. Ba. Trong đầu Thiên hiện ra hàng vạn câu hỏi. Tại sao ông Lân lại biết anh định làm gì? Và ba anh có thể nhìn thấy thứ trên bầu trời kia hay sao? Để tao cho mày thấy như thế nào là thầy pháp chính quy. Trong sự ngỡ ngàng của Thiên, ông Lân hai tay bắt đầu kết ấn, miệng lầm rầm đọc chú ngữ. Quanh thân ông tỏa ra luồng hào quang sáng rực rỡ, sau đó đánh ra một pháp ấn về phía trước. Vô số luồng khí đỏ lập tức nổ tung. Đám vong hồn thoát khỏi trói buộc, liền bị ông Lân thu bọn chúng vào trong chiếc chum nhỏ. Tao không phải giúp mày, mà là đang giúp ba vong hồn kia thôi. Ông nói xong liền phủi tay bước đi về nhà, để lại Thiên đứng ngơ ngác hồi lâu. Mấy ngày sau, làng Tân Hiệp cũng trở lại trạng thái yên bình như lúc đầu. Thi thể đám người kia cũng được gia đình an táng xong xuôi đâu đó. Ông Lân lại rời nhà đi đâu đó mấy hôm, rồi trước khi đi còn dặn dò mọi người không nên tìm kiếm làm gì cho mắc công. Xong việc, ông tự khắc quay về. Nhìn cảnh này, Thiên chợt nhớ tới thằng Thiện. Lúc nó theo chân thầy Túc tầm sư học đạo, chẳng phải cũng đã nói như ông Lân bây giờ hay sao? Thiên cũng cảm thấy thật trớ trêu cho gia đình mình, hết người này tới người khác theo nghệ thầy pháp. Từ khi ba đi xa, mẹ anh ở nhà cũng đổi khác, ăn chay niệm Phật, cả ngày ngồi trong phòng gõ mõ tụng kinh. Lâu lâu lại cùng bé Dung lên chùa cúng kiến hoặc đi đâu đó làm từ thiện. Thành ra trong nhà yên tĩnh vắng đi tiếng nói cười. Thiên đi làm về cũng không còn thấy thoải mái như xưa nữa. Cũng may mấy hôm nay có Phượng chạy lên chơi, giúp anh giải tỏa một ít căng thẳng. Trong lúc trò chuyện, Thiên có hỏi thử Phượng về cuốn sách mà ông Lân đưa cho. Cứ ngỡ là cô sẽ không hiểu gì, nhưng Phượng nói mình có thể đọc được. Điều này làm cho Thiên cảm thấy rất phấn khởi, lập tức đưa cho cô. Trên bìa sách ghi là Thiên Văn Phù Chú Pháp bản 1. Bên trong nó miêu tả rất nhiều cách phù phép và kết ấn. Nếu như em dịch cho anh nghe toàn bộ, chắc phải mất mấy ngày mới xong. Thiên giật mình kinh ngạc. Càng ngày anh càng cảm thấy ba mình thần bí một cách khó hiểu. Thiên nghĩ ngợi gì đó, rồi chạy vội vào trong nhà, mang cuốn sách mà năm đó thằng Tuấn đưa cho mình ra, so sánh nó với cuốn sách kia. Ngoài khác biệt về màu sắc cùng dòng chữ, thì cả hai còn khác biệt cả thời gian ra đời.
Thiên mơ hồ suy đoán, cuốn được in bằng tiếng Việt của Tuấn rất có thể là bản sao chép từ cuốn mà cha anh đưa. Cô có thể dò giúp tôi mấy cái trang đầu xem có giống nhau hay là không? Em thấy nó có phần giống đó anh. Nhưng mà bản mới thiếu rất nhiều chi tiết, không có hoàn chỉnh như cái cuốn này. Thiên đăm chiêu suy nghĩ. Phượng gợi ý: anh á, thấy không có rành về cái thể chữ Hán Nôm trong cuốn sách cũ này. Thôi thì đưa nó cho em cầm về vài ngày đi. Khi nào mà em chép sang bản tiếng Việt xong xuôi á, thì em đưa lại cho anh. Thiên vui vẻ đồng ý ngay. Phượng đem cuốn sách cũ về nhà, ngày đêm miệt mài ghi chép và vẽ ra hình dạng của các loại bùa chú cũng như thuật pháp ở trong đó, cẩn thận từng ly từng tí sao cho hoàn hảo nhất. Càng đọc vào sâu, cô càng cảm thấy thích thú với thế giới huyền bí mà cuốn sách đề cập tới. Trong khi đó, mấy ngày này làng Tân Hiệp lại nổi lên sóng gió. Thằng Bin cùng với con bé Sim không may bị tai nạn giao thông mất mạng. Đến cả ông Kính được Thiên cho bùa hộ thân cũng được phát hiện treo cổ trong nhà. Toàn bộ ba người đều chết chung một ngày. Đáng sợ hơn nữa là hôm đó trùng vào ngày thứ 21 của đám người trong vụ ẩu đả kia. Thiên biết rõ cái vòng lặp 21 ngày chết chóc đã lại diễn ra rồi. Anh nôn nóng, Phượng có thể mau chóng ghi chép xong xuôi để anh có thể tìm cách mà trấn con quỷ. Chiều hôm đó, chợt có tới 7 người vội vã chạy sang nhà Thiên khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Những người này số ít là thân nhân của những người vừa mới mất không lâu, cũng có 1-2 người không phải. Bọn họ đều mơ thấy cây me cùng với nữ quỷ áo đỏ đáng sợ. Sau lưng con quỷ ấy có rất nhiều vong hồn bị trói ở đó và không ngừng vẫy vẫy cánh tay gọi họ lại gần. Thiên chỉ có thể làm cho họ mấy tấm bùa hộ thân, đảm bảo tai qua nạn khỏi trong ngày thứ 21 tiếp theo. Nhưng sang tháng sau thì anh không chắc còn hiệu nghiệm hay không. Tuy rằng sắc mặt ai nấy đều mang nỗi thất vọng, nhưng có thể giúp họ an toàn qua thêm một lần cũng coi như là tạm ổn. Ít ra họ có thời gian để xoay sở tìm thầy pháp tốt hơn. Nhìn từng người rời đi trong sự buồn bã, nội tâm Thiên hiện lên nét khó xử. Ông Kính đã không cứu được, đó là nỗi ân hận lớn nhất đối với Thiên. Lần này anh quyết không thể trơ mắt đứng nhìn bất cứ người nào phải bỏ mạng nữa. Đêm tối, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, Phượng đang ngồi ghi chép lại cuốn sách cổ. Được gần một nửa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng la ú ớ phát ra trong phòng ngủ của bà Duyên mẹ cô. Phượng hoảng hốt vội vã chạy vào trong nhà. Bà Duyên nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, nhưng cả người cựa quậy qua lại, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi kinh hoàng. Phượng lo lắng chạy tới lay người bà Duyên, nhưng dù cô có dùng cách nào cũng không thể khiến cho mẹ tỉnh dậy. Trong cơn hoảng loạn, bỗng nhớ tới những gì trong cuốn sách cổ, Phượng chạy vội ra bàn, lật qua từng trang sách, cố gắng tìm cách phá giải tình hình hiện tại của mẹ. Chẳng mấy chốc mà Phượng đã tìm ra được thứ mình cần. Trong đó cũng có vẽ hình bùa cần sử dụng. Phượng vội xé một tờ giấy trong cuốn vở đang ghi chép, rồi lấy bút sáp màu tô thật nhanh lên tờ giấy, làm cho chúng phủ toàn bộ một màu đỏ. Mặc dù không được đẹp, nhưng nhìn coi cũng tạm ổn. Dựa theo hình trong sách ghi chép, cô đặt bút phác họa lại toàn bộ hình ảnh. Chẳng mấy chốc đã vẽ xong 2-3 cái lá bùa đơn giản. Điều này vậy mà khiến cho tinh thần của Phượng kiệt quệ, mặt mày tối sầm như muốn ngất xỉu đi. Cố giữ cho bản thân tỉnh táo, Phượng nhanh chóng chạy vào trong buồng, đem tấm bùa đặt lên ngực mẹ mình. Sau đó dùng một tay đè giữ nó lại. Cô ngồi bên cạnh, rồi nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu nhớ lại và đọc nhẩm trong miệng những câu chú ngữ. Càng đọc cô càng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, cả người như muốn lả đi. Trong đêm đen đặc quánh, Phượng bỗng nghe âm thanh rít gào trầm thấp phát ra từ phía cửa chính, khiến cho cô trùng mình sởn cả da gà. Tiếng u u như gió thổi qua ống tre rỗng
cứ vang lên từng đợt sắc lạnh. Phượng thấy đôi tay của mình dần tê cống đi, kèm theo cơn đau nhói như có thứ gì đó muốn đâm thủng màng nhĩ của cô. Phượng ơi, cứu má, cô ta muốn bắt má đi, má sợ lắm con ơi. Bà Duyên đột nhiên túm lấy cổ tay Phượng thật chặt. Đôi mắt bà vẫn cứ nhắm nghiền, nhưng sắc mặt lại toát lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn vô cùng. Bà Duyên càng kêu la, khiến cho Phượng càng thêm lo lắng. Nghĩ đến mẹ chịu đựng khổ sở như vậy, cơn mệt mỏi trong người cô bỗng dưng biến mất đi, tinh thần cũng trở nên minh mẫn hơn. Phượng liên tục đọc lại những câu chú ngữ vừa nãy. Càng đọc, cô càng cảm thấy lá bùa trên ngực bà Duyên bỗng phát ra luồng hơi ấm dịu nhẹ, sau đó dần dần chuyển sang nóng rực, tựa như muốn bốc cháy tới nơi. Phượng tá hỏa không biết phải làm gì, nhưng cũng không dám thu cánh tay lại. Cô sợ bà Duyên trong lúc quằn quại qua lại sẽ làm rơi lá bùa xuống đất. Điều này sẽ khiến cho việc cô làm nãy giờ trở nên công cốc. Thành thử cô cắn răng chịu đựng cơn nóng như lửa đốt để mà giữ lá bùa. Phượng ơi, nó vô nhà rồi, mau mau lấy muối với gạo nếp ném dưới sàn nhà, như vậy mới cứu được má con ơi. Bà Duyên bỗng hớt hải lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn không có mở ra, giống như đang nói mớ mà thôi. Nhưng mà con đi á thì lá bùa sẽ rơi xuống đất mất. Má không tỉnh lại được, nhưng mà vẫn còn ý thức. Con đặt tay má lên lá bùa để má giữ thai cho. Mau chạy xuống nhà bếp lấy muối với gạo nếp đi con, mau lên. Bà Duyên liên tục hối thúc, khiến cho Phượng cuống cuồng, không kịp suy nghĩ mà vội làm theo. Chẳng mấy chốc cô mang lên một cái thau nhôm to đùng, sau đó trải chúng quanh giường của bà Duyên, rồi tiếp tục ngồi bên cạnh. Má ơi, má sao rồi? Con rải xong hết rồi đó. Con ngồi đây với má, đợi trời sáng má sẽ tỉnh lại hoàn toàn thôi, đừng lo. Nhưng mà trong đêm nay có chuyện gì cũng đừng đi ra khỏi phòng nghe con, chết đó. Bà Duyên lúc này mới yên tâm mà lên tiếng dặn dò. Phượng cũng gật đầu vâng dạ, rồi trèo lên nằm kế bên má mình. Những tưởng trải qua nhiều thứ như vừa rồi sẽ khiến cho Phượng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ được, nhưng cô cứ trằn trọc không yên. Phượng gác tay lên trán, đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, không ngừng nghĩ về Thiên và những chữ cái ở trong cuốn sách. Tầm vài ngày nữa là có thể sao chép xong xuôi toàn bộ, đưa nó trả lại cho anh. Lúc này bên ngoài nhà lại đang có sự xao động. Không gian vốn đang yên tĩnh chợt vang lên những âm thanh rùng rợn đáng sợ, giống như có người bước đi trên mái nhà, cũng lại giống như có người đang cào vào vách cửa. Phượng nằm im không dám hó hé, bên tai thoang thoảng câu nói của ai đó bằng tông giọng gầm gừ hung dữ đến chối tai. Chúng mày phải trả giá. Tiếng gà gáy đã vang lên, xua tan đi bầu không khí u ám đáng sợ này. Một đêm đầy ám ảnh vậy là đã trôi qua. Phượng nhổm dậy, nhẹ nhàng trèo xuống khỏi giường và quan sát đám gạo muối mà mình trải dưới đất. Có rất nhiều vết cháy đen hình bàn chân mảnh mai như của một người phụ nữ. Điều làm cho Phượng thêm kinh ngạc là tấm bùa trên ngực bà Duyên. Lá bùa đã cháy rụi đi, nhưng dù có hóa thành tro thì nó vẫn còn giữ nguyên hình dạng. Chỉ khi Phượng khẽ đụng tay vào nó mới tan trả và rơi xuống. Phượng không thể lý giải được tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, chỉ đành chờ đợi má tỉnh lại để mà cho mình một lời giải đáp. Những ngày sau đó, ngoài việc nhà Phượng bị ma quỷ tìm đến, thì nhiều nhà khác trong làng Tân Hiệp cũng bị tình huống tương tự. May mắn là tất cả chỉ là hù dọa và xáo trộn đồ đạc trong nhà, chứ không có ai bị mất mạng. Thiên lúc này càng nôn nóng trục gan. Đã hơn nửa tháng rồi mà Phượng vẫn chưa đem cuốn sách tới. Trong làng ma quỷ càng lúc càng lộng hành, ít nhất cũng có tới cả chục ngôi nhà bị nó quấy phá.
Trẻ con thay nhau ốm đau giặt dẹo, làm cho người lớn lo lắng đứng ngồi không yên. Thiên đi từng nhà giúp họ đuổi dông, nhưng sau vài ngày tình trạng lại tiếp tục diễn ra và càng thiệt hại nặng nề hơn lần trước. Triết rồi anh cũng không biết phải làm sao. Lạ một điều là đa số những ngôi nhà bị ma quỷ làm phiền đều có liên kết nhất định, toàn là dòng họ con cháu trong một họ tộc. Thiên nhẩm chắc cũng phải 5-6 gia đình, trong đó có nhà ông Liêm, thằng Hí, bà Chính và bà Diết. Thiên mơ hồ suy đoán tổ tiên của những gia đình kia từng làm hại nữ quỷ, cho nên mới dẫn đến sự trả thù hàng loạt này. Đang thấp thỏm suy nghĩ, bỗng đằng xa xuất hiện một chiếc xe máy chạy vô. Anh nhìn kỹ liền nhận ra đó là Phượng. Phượng vừa đạp thắng xong liền bẻ đầu cua ngoắt 180 độ. Đầu chiếc xe hướng ra ngoài đường, máy vẫn còn nổ chưa tắt. Thiên giật thót tim, mở to mắt nhìn cô kinh ngạc. Chưa kịp định thần lại, cô đã vội vã nói: "Lên xe đi, má em có chuyện muốn nói với anh." Thiên trong lòng càng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ậm ờ đội nón bảo hiểm leo lên xe. Chẳng mấy chốc hai người đã tới nhà của Phượng. Bà Duyên đang ngồi ở ghế bố trước nhà lặt trao, chuẩn bị nấu ăn. Thấy Thiên tới, bà vội vàng ngừng tay, đứng dậy đi về phía anh. Thiên lễ phép chào hỏi một vài câu, sau đó cùng mẹ của Phượng đi vào trong nhà. Khi này anh mới kinh ngạc nhận ra, trên bàn phòng khách có đặt một cuốn sách cũ kỹ. Chỉ cần liếc mắt là biết được nó là cuốn sách mà cha anh đưa. Phượng cũng ngồi xuống sát bên Thiên như người yêu. Bà Duyên ngồi đối diện, ánh mắt quan sát cử động kỳ quái của con gái và cậu thanh niên trước mặt. Trong lòng không khỏi suy tư. "Cô gọi con đến có việc gì ạ?" Thiên bình tĩnh lên tiếng hỏi. Bà Duyên thoát khỏi mớ suy nghĩ, lấy lại vẻ điềm đạm rồi đáp: "Mấy bữa trước cô bị ma nó phá, thành ra không nhận thức được gì nhiều. Con Phượng nó đem cuốn sách về cô cũng không biết. Đến hôm nay tỉnh lại cô mới nhận ra. Cô gọi con tới cũng là muốn để kể cho con nghe chuyện này." Bà Duyên mới chậm rãi kể lại những chuyện trong lúc mình bị mê man. Theo đó Thiên mới nhận ra cách thức ma quỷ hành hạ bà và quấy phá đồ đạc rất giống như mấy nhà trong xóm của mình. Nếu như vậy thì hiện tại có tới 6 gia đình đang bị ma quỷ nhắm vào. "Những gì cô kể rất giống với những việc ở xóm con đang gặp phải. Nhưng mà con có một thắc mắc. Nhà cô giống ở xa làng Tân Hiệp, tại sao lại trùng hợp vậy?" Thiên vô cùng nghi hoặc, càng nghĩ càng rối mù cả lên. Bà Duyên lúc này mới kể lại cho anh nghe một câu chuyện mà trước giờ anh chưa từng được nghe. Ngay cả Phượng cũng không biết nhà mình từng có những chuyện như thế. Gia đình bà Duyên từng có một vị thầy Pháp, mặc dù không rõ môn phái nào, nhưng nghe nói cũng rất cao tay. Ngoài ông ấy ra còn có mấy vị nữa. Bọn họ theo học nghề của người đồng đội trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Một hôm, bọn họ mang theo thi thể của một cô gái đến làng Tân Hiệp. Sau đó chôn xác cô trên một ngọn đồi và đem hồn phách của cô phong ấn ở gốc cây me. Rồi từ đó bọn họ cũng chọn ở lại làng Tân Hiệp để sinh sống. Trong số đó có cố của Phượng. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà người đó chọn ly khai khỏi nơi đó, chuyển về đây định cư. Sau ngần ấy năm trôi qua, phong ấn kia có lẽ đã mai một và sắp bị phá hủy. Nữ quỷ kia tìm tới hậu nhân của những người phong ấn mình để mà báo oán. Thiên phần nào hiểu ra câu chuyện, chỉ không ngờ đằng sau lại là một câu chuyện đầy bi thương và ám ảnh. Bà Duyên nhìn ra xa xăm, buồn buồn nói: "Nếu như mà cô có mệnh hệ gì, mong con thay cô chăm sóc cho nó." Má nói gì kỳ vậy? "Cô đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Con sẽ không để con quỷ đó làm hại gia đình mình đâu." "Cô cảm giác mình sắp tận mạng rồi, chắc con cũng nhận ra được mà, phải không?"
Thiên rơi vào tình thế khó xử. Thật tình mà nói, mạng của bà Duyên đã tận thật rồi. Tử khí bao quanh người bà ấy rất nồng nặc, không bao lâu sẽ rời khỏi cõi trần. Anh Thiên ơi, anh giúp mẹ em với. Em chỉ còn có mỗi mẹ trên đời, mẹ có chuyện gì làm sao em sống nổi. Thiên cũng không đành lòng thấy cô buồn, đành phải cắn răng giúp đỡ bà Duyên một lần. Nhưng làm xong việc này, anh sẽ phải gánh nghiệp vì dám đụng đến nhân quả tuần hoàn, đặc biệt là trái với luật sinh tử của trời đất. Thiên nhanh chóng thực hiện nghi lễ. Không cần phải chuẩn bị đồ vật hay lễ lọc gì, Thiên trực tiếp nhập tâm, đọc nhẩm câu thần chú, rồi vẽ lên trán bà Duyên một vài đường. Trong lúc anh làm phép thì tử khí trên người bà cũng tiêu tán đi một cách rõ rệt. Qua một lúc lâu, cả Thiên và bà Duyên đều mệt mỏi trả trời toàn thân. Thiên lúc này mới dừng lại, hít thở đều rồi nói: con làm xong rồi, trong năm nay cô sẽ không sao, còn sau này thì chưa biết được, cứ tạm thời trước như vậy đã. Thiên không nán lại mà cáo từ. Phượng phải ở lại để chăm sóc cho bà Duyên nên giao xe cho anh tự chạy về nhà. Thiên cầm theo trong tay một phần cuốn Thiên Văn Phù Chú mà Phượng đã dịch ra được. Nghe cô nói trong đó có cách đánh bại cấp bậc dạ quỷ hung ác. Vừa trở về nhà, Thiên bắt đầu đọc những ghi chép bên trong cuốn sách. Càng đọc anh càng chú tâm suy ngẫm, bởi có những thứ vô cùng phức tạp, phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu rõ được. Rồi đến thời điểm tháng 7 âm lịch, nhà nhà đều bày biện cúng kiến rất rầm rộ. Gia đình Thiên cũng không ngoại lệ. Tới rằm thì một mâm cơm nho nhỏ, cho mời bạn bè anh em tới chơi. Ông Lân vẫn biệt tâm biệt tích, thành ra mọi sự cúng kiến đều do anh em của Thiên làm. Tàn cuộc Thiên xỉn không biết trời trăng gì. Thằng Thiện xin phép về lại bên nhà của người yêu, chỉ còn Phượng ở lại dọn dẹp cùng với Út Dung. Thấy đã khuya, bà Phương mới kêu Phượng ngủ lại để ngày mai rồi về. Dù có hơi ngại, nhưng vì sợ chuyện không hay xảy ra, Phượng cũng đành nghe theo. Sắc trời càng lúc càng về khuya, trăng sáng đã treo lên trên đỉnh ngọn tre già. Không gian trong nhà dần dần chuyển sang chìm vào tĩnh mịch. Ánh đèn ngủ lập lòe chỉ đủ trội sáng cái liễn thờ. Trong phòng ngủ của gia đình chìm vào trong bóng tối u ám. Chỉ có bên hông là vẫn mở ra cánh cửa sổ, đủ để ánh trăng rọi vào bên trong. Bỗng nhiên một bóng đen mờ ảo xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Út Dung, sau đó nhanh chóng biến mất. Phượng lúc này cũng giật mình tỉnh giấc, nhưng đôi mắt của cô không có chút cảm xúc nào, cứ như một cái xác không hồn. Phượng chậm rãi đứng dậy, mở cánh cửa đi thẳng một mạch ra ngoài. Động tác của cô lúc này cứng nhắc, giống như một con trối biết đi. Phòng ngủ của Thiên vốn không lắp cửa chính, chỉ dùng tấm màn van phủ xuống. Phượng lấy tay hất nó sang một bên, rồi một mạch đi thẳng vào bên trong. Trong cơn say, Thiên mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng hoang vắng. Cũng có cây me ở đó, nhưng nó chỉ nhỏ bằng bắp chân, chứ không có to như bây giờ. Cạnh bên cây me đó xuất hiện hai người con gái. Một người mặc một chiếc váy màu đỏ theo kiểu Tây phục rất cổ xưa. Người còn lại mặc đồ pyjama hiện đại. Khuôn mặt hai người bị nhòe đi rất nhiều. Thiên chậm chậm bước tới. Bỗng dưng cô gái váy đỏ chạy tới kéo lấy tay anh, môi nở nụ cười rạng rỡ. Thiên cứ nhìn chăm chăm vào cô gái mặc pyjama màu xanh nhạt, càng nhìn càng cảm thấy rất giống Phượng. Lúc này mọi cảm xúc của anh chỉ dồn vào cô gái pyjama đó, mặc cho cô gái váy đỏ cứ níu kéo tay anh. Cô gái kia từ vui tươi chuyển sang lạnh nhạt, vội buông tay ra, hậm hực nhìn Thiên bằng ánh mắt tức giận, sau đó chỉ vào cô gái đối diện, ngấn lệ u uất nói: anh coi trọng cô ấy hơn em hay sao? Anh vì cô ta mà bỏ em sao? Thiên sững sờ kinh ngạc, trong đầu anh rối bù cả lên. Trái tim anh lúc này dường như bị chia làm hai, một bên nghiêng về cô gái pyjama, một bên lại hướng về phía cô gái váy đỏ.
Anh không biết rốt cuộc mình cần phải làm gì, đành bất lực đứng lặng im ở chính giữa. Lúc này cô gái pyjama đi tới, nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu, khiến cho tim anh đập lên loạn xạ. Sau đó mới quay sang nói với cô gái kia: đã trăm năm rồi, cô còn định bám theo anh ấy đến khi nào? Hãy để cho anh ấy được tự do. Giọng nói vang lên đích xác là giọng của Phượng. Khuôn mặt vốn nhòe đi của cô bây giờ đang dần trở nên rõ ràng hơn. Là mày, là mày đã đoạt anh ấy từ tay tao. Cô gái áo đỏ gào lên, âm thanh càng càng khô đặc như đến từ địa ngục. Thân thể cô ta toát ra một luồng ma khí đỏ rực khùng hậu, nhấc bổng Phượng lên trên trời cao. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, làm cho mái tóc cô gái áo đỏ bung xõa bay tán loạn trên bầu trời. Đôi mắt của cô ta chuyển sang một màu đỏ au như máu, chứa đầy sự hận thù và bi thương tột cùng. Những giọt lệ ứa ra từ khóe mắt cô ta như những đốm lửa địa ngục. Chúng rơi xuống đất, liền đốt cháy một mảng rơm rạ. Khung cảnh xung quanh cũng theo đó mà đột ngột bị thay đổi. Bầu trời vốn đang trong xanh đẹp đẽ liền chuyển sang một màu u tối. Không khí lạnh tràn về, khiến cho cả người thiên lạnh cống. Từng lọn tóc bện vào nhau, tạo thành những sợi dây thừng phóng tới, trói nghiến Phượng và Thiên lại. Năm đó là con khốn này hại chết tao, và cũng chính nó ra tay phong ấn tao ở chỗ này. Tao hận nó, tao nguyền rủa nó kiếp này bị ma quỷ đeo bám, sống không được, chết cũng không xong. Thiên kinh hãi mở to mắt nhìn hai người trước mặt trong ngỡ ngàng. Anh không hiểu cô gái kia đang nói gì. Chợt tiếng cười của Phượng vang lên bên tai, âm thanh sắc lạnh. Cô chết cũng có ích, chết làm quỷ giữ của. Thiên cảm giác Phượng hôm nay xa lạ, giống như bị một người nào đó nhập vào vậy. Nhưng Thiên chưa kịp định thần lại thì những lọn tóc của cô gái váy đỏ đã siết chặt, đem thân thể của Phượng bóp nát trong nháy mắt. Thiên thấy rõ từng thớ thịt của Phượng vỡ vụn, cùng với đó là máu tươi văng ra tung tóe. Hốc mắt cô trồi ra hai con ngươi to đùng. Trước khi chết vẫn thấy được nụ cười thỏa mãn của Phượng. Đầu óc Thiên lúc này trống rỗng, cơn đau nhói tận xương tủy đè ép khiến cho anh không sao thở nổi. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn thi thể của Phượng dần nát bấy. Khoảnh khắc Phượng bị cô gái kia giết chết, lòng anh dâng lên sự bi phẫn tột cùng, tựa như hàng ngàn hàng vạn con dao ghim vào trong trái tim. Thiên thét lên một tiếng trong đau đớn. Anh đau lòng vì cô ta sao? Vậy anh đã từng đau lòng vì ta chưa? Cô gái áo đỏ nở một nụ cười thê lương. Trả Phượng lại đây. Ta sẽ cho anh thấy bộ mặt thật của con tiện nhân đó. Giữa không trung, một vòng xoáy đen ngòm tanh tưởi hiện ra. Những lọn tóc của cô gái dùng lực ném Thiên thẳng vào bên trong đó. Các người Thiên nhẹ bẩn rơi thẳng vào hố đen không đáy. Sâu bên trong hố đen, vậy mà hiện ra một khung cảnh làng quê khác biệt. Nhà nhà lợp bằng mái tranh, bầu trời chìm trong khói lửa dày đặc, không thấy rõ ánh nắng mặt trời. Tại một căn nhà nhỏ đơn sơ, một cô gái mặc váy màu đỏ đang đứng trước hiên nhà, ngó nhìn ra ngoài xa, giống như đang ngóng chờ ai đó trở về. Nhìn cô gái đó, trong mảng ký ức bỗng ùa về một lượt trong đầu Thiên. Thời thơ ấu lớn lên cùng nhau, thời điểm anh xuất ngũ đi lính chống giặc ngoài xâm, và cả những lần học nghề thầy pháp. Có cả khoảnh khắc yêu thương nhung nhớ một người, tâm trí lấp đầy hình ảnh đáng yêu cùng sự ngây thơ của cô gái đang đứng ngóng trông kia. Chị Chuối ơi! Một giọng nói từ đằng xa bất ngờ vang lên. Thiên thấy rõ có một người con gái khác mặc một bộ bà ba cũ kỹ.
người ngợm lấm lem bùn đất đang chạy tới. Thiên kinh ngạc nhận ra cô gái này, đó là Phượng. Sao vậy em? Chị Dũi ơi, giặc tới tận làng rồi, mau chạy đi. Phượng hối hả thúc giục, nắm tay cô gái tên Dũi mà kéo đi. Chạy đi đâu bây giờ? Anh Thiên chưa về, chị lo quá. Chị yên tâm đi, anh ấy cùng đồng đội sẽ tới. Chúng ta phải tìm chỗ trú ẩn rồi đợi họ tới cứu viện. Phượng dục giả như vậy, Dũi cuối cùng cũng đành nghe theo. Khung cảnh chớp mắt thay đổi. Thiên thấy Phượng và Dũi đang chạy trên cánh đồng vắng, khắp nơi toàn là hố bơm lởm chởm. Được một đoạn, Phượng bỗng đứng khựng lại. Sao không chạy tiếp vậy gái? Đứng ngay ra đó làm gì? Chị Dũi à, chị chạy trước đi. Em út của em còn ở trong sớm, em phải quay về đem nó theo. Em dẫn chị tới đây thôi. Phượng nói xong liền quay lưng chạy thẳng về làng. Dũi sững sờ một lúc rồi cũng quay đầu chạy vào trong rừng sâu. Được một đoạn thì có một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thiên tận mắt nhìn thấy cô gái tên Dũi ấy bị bơm nổ tan tành. Lúc này Phượng nghe tiếng bơm cũng vội chạy tới. Thiên thấy cô đi nhặt từng mảnh thịt gom lại một chỗ, đôi mắt thẫn thờ vô hồn. Qua một lúc, anh bỗng thấy Phượng ngồi tại đó, hai tay kết ấn bắt đầu làm phép. Và rồi linh hồn của Dũi lập tức xuất hiện. Dũi nhìn Phượng bằng ánh mắt giận dữ, nhưng không có cách nào làm hại được cô. Sao em lại lừa chị? Em giết chị rồi, chị không tha cho em đâu. Âm thanh từ linh hồn cô Dũi vang lên trong nỗi uất hận, nhưng chỉ có mỗi mình Thiên là nghe được. Phượng vẫn ngồi im, nhắm mắt làm phép như không hay biết gì. Từ máu thịt của cô Dũi bốc lên từng làn khói đỏ, sau đó dung nhập vào vong linh của cô, bùng phát lên ma khí mạnh mẽ. Thiên chợt nhận thấy Phượng móc trong người ra một thứ gì đó tròn tròn, màu trắng sáng, đem nó dung hòa vào linh hồn của Dũi. Một sợi xích màu bạc từ sau lưng Phượng xuất ra, trói quanh thân thể Dũi, ngăn không cho cô chạy thoát. Mắt Thiên như muốn nổ tung, tức giận đến lồng ngực phập phồng lên xuống. Mặc dù không biết Phượng đang làm gì, nhưng anh mơ hồ đoán ra được cô đang biến vong hồn của Dũi thành nữ quỷ. Thiên thất vọng xen lẫn buồn bã, không ngờ Phượng lại là một kẻ tàn nhẫn, độc ác như vậy. Khung cảnh lại thay đổi. Lần này anh xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ, thấy bản thân cùng với chính người đồng đội, trong đó có cả người anh ruột của Phượng, mang theo thi thể của cô Dũi chôn ở đỉnh núi cách nhà 4-5 cây số. Sau khi chôn cất xong, ai nấy cũng đều lặng lẽ rời đi, vì chỉ có Thiên là cứ thẫn thờ ngồi bên mộ của cô, không ngừng khóc lớn. Thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không giấu nổi cảm xúc buồn bã, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Toán chốc anh lại xuất hiện ở cánh đồng có cây me ấy. Lần này là vào một buổi đêm tối, cũng xuất hiện 10 người như cũ. Nhưng thay vì có anh thì lại có Phượng xuất hiện. Trong tay họ cũng là một cái bọc màu đen to lớn. Nhìn nó, Thiên bất giác trùng mình run rẩy, bởi cảm giác được trong đó chính là thi thể của mình. Phượng ôm bọc thi thể mà khóc nấc lên từng dòng, có lúc lại xỉu lên xỉu xuống. May thay có một vài người đỡ lấy cô. Thiên không thấy thương cảm chút nào, ngược lại còn cảm thấy ghê tởm cho hành động của Phượng, kẻ đã gài bẫy và giết chết Dũi, người yêu của anh. Họ không chôn thi thể của Thiên cùng Dũi mà đem chôn ở gốc me này. Sau khi mấy người kia rời đi, chỉ có Phượng và người anh ruột ở lại đó. Người anh chôn một vài vật bên dưới, trong đó có cả chiếc chuông mà Thiên đang nắm giữ. Trời tờ mờ sáng, tiếng động của ai đó làm cho Thiên giật mình tỉnh giấc. Cảm nhận đầu nặng nề đau nhức,
mãi một lúc mới mở mắt ra được. Khi nhìn lại, Thiên mới giật mình kinh ngạc, bởi bên cạnh mình có một người con gái nằm đó từ bao giờ. Mùi thơm từ mái tóc dịu nhẹ thổi phà vào mũi, khiến cho anh có chút lâng lâng. Mặc dù bị bóng tối che phủ, nhưng Thiên nhận ra được hơi mát từ người cô gái truyền qua, cũng thấy rõ làn da trắng mịn ấy. Lúc này nhìn kỹ hơn, anh mới tá hỏa. Đó là Phượng. Cả hai đều không mặc quần áo, lõa thể ôm nhau ngủ say sưa nãy giờ. Thiên hất hà hất hải, nhỏ giọng gọi vào tai Phượng, đầu óc mê man không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nè, nè. Nghe tiếng gọi bên tai, Phượng cũng vội vàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã làm cho cô thoáng hoảng sợ. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, vội lùi ra xa muốn hét lớn lên. Thiên nhanh chóng phản ứng, chạy tới bịt miệng cô lại. Muốn nhà tôi nghe thấy cái gì? Anh... Phượng cuống quýt đỡ lấy ngực mình, mắt mở to nhìn Thiên trong sự xấu hổ tột cùng. Thiên quăng cái mền cho Phượng che chắn thân mình, quay mặt đi chỗ khác hỏi. Sao cô qua đây ngủ vậy? Là má tôi kêu cô qua hả? Phượng ngơ ngác lắc đầu. Thiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, bất lực nói. Đừng nói với tôi là cô tự mò qua đây nha. Phượng không đáp, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn anh chằm chằm. Thấy đôi mắt tròn do long lanh cùng với khuôn mặt xinh đẹp ấy, Thiên chỉ biết lắc đầu thở dài. Phượng vội vã mặc lại quần áo, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ. Tranh thủ trời chưa sáng hẳn, nhà Thiên còn chưa có ai thức giấc, cô vội buông chạy vào phòng Úc Dung, trùm kín chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng. Cả hai không hề biết bà Phương mẹ anh đã tỉnh lại từ lúc nào rồi, nhất là khi nghe cuộc trò chuyện to nhỏ giữa con trai mình và Phượng. Bà lúc đầu kinh ngạc, nhưng dần dần cũng mừng thầm trong bụng. Thiên cũng nên lập gia đình rồi, Phượng lại là cô gái tốt, mối lương duyên này bà không cần hao tổn tâm trí nữa. Vốn nghĩ sau chuyện này xảy ra, Thiên sẽ dần chấp nhận Phượng, yêu thương hết mực, không còn lạnh nhạt nữa. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại tỏ ra thờ ơ, đôi lúc hay cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến cho Phượng buồn bã, nhiều lần khóc vì tình cảm không được đáp lại. Cô muốn buông bỏ mối tình này lắm, nhưng càng nghĩ thì càng không nỡ rời xa anh. Giống như giữa hai người có một sự ngăn cách vô hình nào đó, tới cũng không tới, mà quên cũng không thể quên. Triền Thiên thì từ sau ngày đó, đêm nào anh cũng thấy những cảnh như vậy lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Anh tin mình chính là người yêu của cô gái tên Dúi trong kiếp trước, và chính vì nguyên nhân đó, anh không muốn phát triển tình cảm thêm với Phượng. Trong thời gian này, làng Tân Hiệp lại có thêm vài người mất. Nhưng Thiên như bị làm cho mù mờ tâm trí, chẳng còn quan tâm đến, giống như anh muốn để cho nó trôi theo luật nhân quả tuần hoàn. Càng ngày Thiên càng thay đổi, trở nên vô tình lạnh lùng, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì. Ngay cả người từng yêu thương tha thiết anh như Phượng cũng dần cảm thấy chán nản. Đêm hôm đó cũng như mọi khi, Thiên lại mơ thấy cô Dúi hiện về, vẫn là chiếc váy màu đỏ đó, cùng với khuôn mặt xinh tươi lúc còn sống. Em đừng giết người nữa được không? Ân quán hay để cho nó qua đi. Thiên nhẹ giọng khuyên nhủ. Sắc mặt Dúi bỗng nhăn nhó, cô nhìn anh lạnh giọng đáp. Bọn họ đều phải chết. Nếu anh muốn em dừng tay, thì giữa đêm trăng tròn tháng này, anh dẫn con gái đến cây me gặp em. Bằng không, em sẽ tiếp tục giết sạch bọn họ, cho đến khi tan đi quán ký bao nhiêu năm qua mà em phải chịu đựng. Em muốn giết cô ấy sao? Đúng vậy. Một là cô ta chết, hai là cả làng anh phải chết. Thiên rơi vào trầm tư, nghĩ đến nét mặt hiền hậu của Phượng, anh thật không nỡ làm hại cô. Nhưng cảnh tượng Phượng kiếp trước hại chết Dúi lại cứ hiện lên trong tâm trí,
khiến anh khởi lên cảm xúc tức giận lẫn căm ghét. Cũng cùng lúc đó, Phượng lại tiếp tục ngồi ghi chép dịch thuật cuốn sách mà Thiên đưa. Còn mười mấy trang nữa là xong. Phượng định cố làm cho hoàn thiện rồi sẽ đi nghỉ ngơi. Đang cầm củi viết, bên tai cô chợt văng vẳng âm thanh kỳ lạ. Gái ơi! Phượng giật mình thảng thốt, đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ đã quá khuya, bà Duyên cũng đi ngủ từ lâu. Vậy thì tiếng nói kia từ đâu mà có? Phượng chưa xác định được thì đã cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Sau đó thì rơi gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Phượng nghe bên tai mình lại tiếp tục vang lên những âm thanh văng vẳng. Giọng nói này rõ ràng là của người phụ nữ trẻ tuổi. Gái ơi! Gái! Ai vậy? Mà chị đang gọi ai? Nhà em đâu có ai tên gái đâu. Chị gọi em đó. Chị là chị của em ở kiếp trước. Có người muốn hại em nên chị mới mạo hiểm tới nhắc nhở em. Giọng nói đó đáp lời với vẻ khẩn thiết. Phượng nghe vậy thì tò mò hỏi: Ai muốn hại em hả chị? Giờ không có thời gian giải thích đâu. Nó sắp tới rồi. Em nghe chị dặn, mau chóng lấy cho chị cái nồi cháy khét, cạo hết phần than đen ở đáy nồi, gói lại trong một cái bọc vải. Tiếp đó lấy một nắm gạo nếp và muối hột, rồi giấu kỹ trong người. Chút nữa trước khi đi đâu ra ngoài, phải dặn má ở nhà canh thắp nhang đều trên bàn thờ tổ quyền cho tới khi trời sáng, không được để hụt một giây phút nào. Nếu như nhang phục cháy, nghĩa là em đang gặp nguy hiểm. Dặn bà ra trước sân khấn vái, xin được phù hộ cả nhà tai qua nạn khỏi. Lưu ý, má em phải ở nhà canh chừng, không được đi theo, bằng không không ai cứu được em cả. Lời nói kia vừa dứt đi, Phượng bỗng nhiên tỉnh dậy, cho hồi tưởng lại và cảm thấy rất khó hiểu. Mặc dù không nhận ra là ai đang báo mộng cho mình, nhưng cô linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, bèn nhanh chóng chạy đi làm theo đúng lời dặn. Khi mọi chuyện đã xong xuôi thì từ ngoài ngõ bỗng có tiếng xe máy chạy tới. Phượng và bà Duyên đều ngạc nhiên khi thấy Thiên xuất hiện ở đây giờ này. Phượng cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, bước ra mở cổng hỏi: Sao đêm hôm anh tới đây vậy? Bộ có chuyện gì gấp anh? Anh có việc cần tìm em gấp, mai sợ là không kịp. Mà má em ngủ rồi hả? Giọng Thiên hôm nay rất lạ, không còn xưng hô cô hay tôi, trực tiếp gọi anh em, khiến cho Phượng một phen đứng hình. Dạ, má em ngủ rồi. Mà có việc gì mà phải vội vã đêm hôm như vậy anh? Em cứ đi theo anh rồi biết. Thiên hững hờ đáp. Phượng dù không muốn nhưng cũng đi xem anh ta muốn giở trò gì. Cả hai vừa rời khỏi nhà, bà Duyên từ trong phòng chạy ra, lo lắng nhìn bóng dáng hai người khuất dần. Bà lập tức thắp nén hương lên bàn thờ tổ quyền, cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì bình an cho con gái. Giữa đêm khuya thanh vắng, ánh trăng trội xuống mặt đường, tạo nên khung cảnh âm u đáng sợ. Bây giờ đã quá nửa đêm, ấy vậy mà vẫn có chiếc xe máy chạy ngang qua đường làng. Thiên dừng xe lại ở giữa cánh đồng. Anh kéo theo Phượng đi đến bên cạnh cây me. Suốt đường đi chẳng hề nói lấy một lời nào, làm cho sự sợ hãi trong Phượng càng thêm mãnh liệt. Thiên vẫn mím chặt môi không nói, bước đi một cách tự tốn. Sắc mặt lạnh nhạt không còn như lúc đầu anh tới đón cô. Đến gốc me, Thiên bỗng dừng lại, đôi mắt lạnh căm căm nhìn chằm chằm vào góc tối. Anh ơi, sao anh dẫn em tới đây vậy? Tối quá em sợ lắm. Tôi mang cô tới đây chính là muốn cô trả nghiệp. Tiếng nói đanh thép của Thiên vang lên. Anh không còn xưng hô dịu dàng nữa, mà trở lại vẻ lạnh nhạt như lâu nay.
anh nói như vậy? Chú à, anh mang cô ấy đến rồi. Cuối cùng chị cũng đợi được em. Một giọng cười ghê rợn vang lên trong đêm tối, kéo theo luồng khí lạnh ập đến, khiến cho Phượng sợ hãi trùng mình. Đôi chân cô chợt cứng ngắc không thể cử động, kéo theo sự áp bức nặng nề ép lồng ngực của cô như muốn nổ tung. Phượng mở to đôi mắt nhìn vào đằng sau cây me. Một bóng dáng đỏ lồm hiện ra, mái tóc xõa dài qua hai vai, khuôn mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc, đôi mắt đỏ ngầu như lửa trợn trừng nhìn chằm chằm vào Phượng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mà anh Thiên ơi, có Thiên vẫn lặng thinh không đáp lời, khiến cho Phượng như rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nhiều năm rồi chị cũng đợi được em để trả món nợ máu năm đó. Giọng nói sắc lạnh như dao bén vang lên, làm cho Phượng muốn chết đứng ngay tại chỗ. Người mà cô có thể nhờ vả duy nhất thì lại thờ ơ, bỏ mặc cô trong hoàn cảnh khốn khó. Lúc này đây Phượng hận bản thân quá tin tưởng Thiên, căm ghét anh đã lừa dối, đẩy mình vào nguy hiểm chết chóc. Em tính làm gì cô ấy? Nhìn khuôn mặt gớm ghiếc hiện tại của Dúi, Thiên thoáng chút sởn gai ốc, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Mạng đổi mạng. Cô gái lạnh như băng đáp. Đằng sau cô xuất hiện mười mấy vong hồn, bọn chúng bao quanh lấy Phượng, khuôn mặt mỗi người càng thêm đáng sợ. Có kẻ mất đầu, có kẻ tay chân dập nát, lộ ra từng mảng thịt đỏ hỏn, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Phượng lúc này chỉ muốn chết đi cho xong, bởi cô không tài nào chịu đựng được cái cảnh đáng sợ như vậy. Các người muốn làm gì? Tại sao lại nhắm vào tôi? Phượng khóc nấc lên thành tiếng, ngồi bệt xuống đất tái xanh mặt mày, sợ hãi run rẩy. Bóng hình cô gái chậm chậm lướt đi với đôi chân không hề chạm đất, xuyên qua đám quỷ áp sát tới, đối diện thật gần với Phượng. Cánh tay cô ta thò tới, chộp lấy cổ Phượng bóp thật chặt. Phượng cảm nhận rõ ràng làn khí lạnh lẽo từ dưới truyền qua da thịt, ngấm cả vào lục phủ ngũ tạng của mình. Phượng lại tuyệt vọng mở to mắt qua nhìn Thiên, như một ván cược cuối cùng. Nhưng chợt không thấy anh đâu cả. Phượng đau khổ tuyệt vọng ứa nước mắt ra, cổ họng cô đau nhức, kèm theo hơi thở trở nên khó khăn. Ngày mà mày đem tao luyện thành huyết quỷ, mày có nghĩ đến quả báo hôm nay hay không? Nữ quỷ cười gằn, siết chặt năm ngón tay hơn nữa, làm cho Phượng đau đớn phải thốt ra mấy lời rên la ú ớ. Đám vong hồn thi nhau cào cấu, giữ chặt tay chân cô kéo mạnh ra, làm cho cô đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Giữa lúc Phượng tuyệt vọng nhất, thì bỗng dưng nhìn thấy Thiên đánh ra mấy đạo ấn thuật, xua đuổi đám vong hồn kia bay tán loạn đi. Nữ quỷ quay phát lại, nét mặt hung dữ mà gào lên. Mày dám cứu nó, tao cho chúng mày chôn cùng. Thiên dù đã biết từ trước, nhưng vẫn ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Dúi. Xung quanh cây me lúc này đột ngột hiện ra những luồng ma khí đen ngòm. Trường bò phóng thẳng tới chỗ Thiên và Phượng, muốn trói hai người lại. Thế nhưng Thiên đã nhanh hơn. Anh lắc cái chuông đồng trong tay, ánh sáng vàng rực rỡ từ cái chuông quét thành một vòng tròn, đánh tan hết những luồng ma khí nồng đậm ấy. Anh biết là em oán hận, em không cam tâm, nhưng mà những người hãm hại em đã không còn nữa. Em hãy buông bỏ đi, đừng ôm mãi oán hận như vậy. Dù có giết Phượng hay là cả làng này, em cũng sẽ không thấy thanh thản được đâu. Nhưng Dúi giờ đây đã không còn nhân tính nữa, trong mắt cô ta chỉ có mối thù mù quáng mà thôi. Cản được ta báo thù đều phải chết. Đôi mắt nữ quỷ ứa ra hai hàng huyết lệ, nó gào lên giận dữ, phất tay ra hiệu. Đám vong linh ban nãy bị Thiên đánh bay lại nhào lên tấn công về chỗ anh và Phượng đang đứng.
Thiên ném lên bầu trời 8 lá bùa vàng có họa hình chữ thập cùng với những dòng chú ngữ. Những lá bùa này sau khi bay lên không trung, dựa theo khẩu âm niệm chú của anh mà từng cái thi nhau phát nổ. Mười mấy vong linh bị đánh bay ra xa, linh hồn càng lúc càng mờ nhạt, chúng sợ hãi không dám lại gần. Nữ quỷ thấy thế trở nên tức giận, ma khí quanh người bộc phát mạnh mẽ, mây đen kéo tới ngùn ngụt che khuất đi ánh trăng trên bầu trời. Bỗng dưng bốn phương tám hướng xuất hiện luồng gió lạnh thấu xương, hàng trăm ma quỷ kéo tới mỗi lúc một nhanh. Mấy con chó thi nhau sủa lên cùng với tiếng tru tréo vang vọng khắp xóm làng. Có con bởi vì sợ hãi mà cong đuôi nấp trong góc trên lên ư ử. Thiên sắc mặt mỗi lúc một thêm ngưng trọng, liên tục trung lắc chiếc chuông trong tay đẩy lùi đám ma quỷ kia. Nhưng càng lắc Thiên càng cảm thấy nặng nề, y hệt như lắc một chiếc chum nước to lớn vậy. Nữ quỷ không cho anh cơ hội, oán hận hàng trăm năm đã hoàn toàn xâm lấn tâm trí. Cô chẳng biết anh là ai, cứ ra tay không chút thương tiếc. Cánh tay đầy máu me với từng móng vuốt sắc nhọn lao tới tấn công như gió. Thiên hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, đến khi bản thân đụng vào thân cây me bên cạnh thì mới chịu dừng lại. Bất ngờ hàng trăm luồng ma khí thi nhau hiện ra trói nghiến, khiến cho Thiên nhúc nhích không được. Chiếc chuông cũng rơi xuống đất lúc nào không hay. Phượng từ xa nhìn thấy thì hoảng hốt. Mặc dù rất hận anh, nhưng Phượng cũng không nỡ nhìn anh chết trong tay nữ quỷ kia. Cô mặc kệ thương thế cùng với đau đớn trên người, chạy tới nhặt chiếc chuông lên rồi lắc mạnh. Mới chỉ lắc được vài cái, cổ tay của cô bỗng gãy đi mấy đoạn. Cơn đau đớn khiến cho sắc mặt Phượng tái nhợt đi, miệng kêu lên thành tiếng. Tiếng chuông cũng kịp vang lên, đem nữ quỷ chấn ngược ra xa khỏi Thiên một khoảng cách, đồng thời cứu anh một mạng. Thiên nhìn cánh tay của Phượng bị gãy, một cơn đau nhói bỗng hiện lên trong lòng. Nữ quỷ triệt để tức giận, quay người muốn giết chết con kỳ đà cản đường là Phượng ngay lập tức. Thiên lúc này bỗng thấy hoảng sợ tột cùng, dù muốn ra tay nhưng không thể thoát khỏi tình cảnh bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ quỷ lao tới chỗ Phượng với một tốc độ cực nhanh, rồi hét lên trong bất lực tuyệt vọng. Không được! Cùng lúc này tại nhà của Phượng, nén nhang mà bà Duyên vừa mới thắp không lâu bỗng dưng phục cháy một cách lạ kỳ. Nhớ tới lời dặn dò của con gái, bà sợ hãi vội vã chạy ra ngoài sân, nhanh chóng thắp một nén nhang, dập đầu quỳ gối cầu xin thần giữ cửa trợ giúp. Bà không biết nó có hiệu nghiệm hay không, nhưng chỉ cần có thể cứu con gái bà bình an thì bảo bà làm gì bà cũng làm. Phía bên kia, thấy oan hồn cô dúi lao đến, Phượng vội vàng lấy ra nắm gạo cùng với muối đã trộn sẵn trong túi, sau đó đem nó ném vào mặt cô ta. Tiếng xèo xèo vang lên cùng với tiếng la hét sắc lạnh xuyên thấu trời xanh. Khuôn mặt nữ quỷ bốc cháy lên một lúc rồi vụt tắt lại. Nhưng thứ này chỉ tạm thời ngăn cản cô ta lao đến, không thể hoàn toàn đánh bại được. Nhìn số bột màu đen mà mình cạo dưới đáy nồi lúc nãy, nội tâm của Phượng bỗng có chút lưỡng lự, bởi vì nó chính là bùa cứu mạng duy nhất của cô. Phượng không còn thời gian nghỉ ngợi, liền đem số bột đó đổ lên tay mình, chịu đựng cơn đau đớn chạy vội tới chỗ của Thiên. Thiên vốn không hiểu Phượng tính làm gì, đã thấy cô ấy trét một loại bột đen thui kỳ lạ lên mặt mình. Phượng nhìn Thiên bằng ánh mắt ôn nhu, trong vành mắt đã đỏ hoe ngấn lệ, chất chứa hàng vạn tình cảm thấm thiết mà cô dành cho anh. Lòng Thiên bỗng quặn thắt từng hồi, không có gì có thể diễn tả được cảm xúc của anh trong lúc này. Em yêu anh. Câu nói của Phượng làm cho tim Thiên như ngừng đập. Chỉ một câu nói đã thuần hóa trái tim sắt đá, cho anh biết rõ thế nào là yêu và trân trọng một người.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Thời gian như chậm lại, mọi thứ như ngưng chuyển động, chỉ còn bốn mắt của họ nhìn nhau, chứa chan bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đang chìm đắm trong cảm xúc dâng trào thì bỗng một bàn tay đầy máu và móng vuốt sắc lẹm đâm xuyên qua lồng ngực của Phượng, kéo theo một trái tim đỏ hỏn còn đang đập ra ngoài. Mắt Thiên mở to hết cỡ, hô hấp nghẹn cứng nơi cổ họng. Anh đau xót nhìn Phượng, chỉ thấy cô vẫn nhìn anh, nở một nụ cười bi thương và thỏa mãn. Phượng đổ gục trên người Thiên, máu tươi loang lổ trên quần áo. Thiên chết lặng ôm lấy cô, cảm giác ruột gan như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức không thở nổi. Cảm nhận thi thể của Phượng dần lạnh ngắt đi, Thiên ôm cô thật chặt, khóc trống lên thành tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn oan hồn của Dúi bằng đôi mắt đỏ trực giận dữ. Sau đó nắm chặt chiếc chuông, lắc càng ngày càng mạnh mẽ, đến nỗi cánh tay nứt toát, máu tươi chảy thành dòng. Thiên cũng không dừng lại. Bởi nỗi đau thể xác không thể bằng được với nỗi đau mất đi người mình yêu thương. Mày dám? Tao là người yêu của mày, mày dám đánh tao sao? Giọng nữ quỷ vang lên đầy hung ác, chẳng còn chút gì là cô gái dịu dàng trong miệng ký ức của Thiên. Cô ta vất tay xuất ra những luồng ma khí đánh tới, nhưng dù có cố gắng ra sao cũng không thể chạm được vào người Thiên. Lúc này Thiên mới chợt hiểu ra hành động trét thứ bột màu đen lên mặt mình của Phượng khi nãy. Và nó càng khiến cho anh đau khổ hơn khi biết với số bột ít ỏi đó, thứ biện pháp giữ mạng cuối cùng của Phượng, nhưng cô lại trao nó hết cho anh. Quan quan tương báo khi nào mới dứt? Mang chấp niệm vừa khổ mình mà còn khổ cho người khác. Âm thanh của Thiên lanh lảnh vang vọng, làm cho Dúi không biết ở đâu mà tìm. Ả ta càng lúc càng phẫn nộ, ra lệnh cho hàng trăm ma quỷ bay lượn trên bầu trời. Chúng liên tục cào cấu loạn xạ trong không trung. Thế vậy, Thiên vừa rung chiếc chuông, vừa đánh ra mấy lá bùa cuối cùng trong người. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho mấy con quỷ một lần nữa sợ hãi chạy trối chết. Nhưng hết lớp này lại đến lớp khác nhào tới. Dù Thiên có chiếc chuông hộ thuẫn, cũng không đấu lại đám yêu ma dày đặc như thủy triều kia. Một tiếng nổ nữa phát ra, nữ quỷ lúc này đã nhận ra được phương hướng của Thiên. Ả ta xuất ra hàng trăm luồng quỷ khí, liên tục đâm xoáy vào khoảng không. Từng tiếng như vật sắc nhọn xé gió vang lên. Thiên một bên đánh đuổi lũ ma quỷ, một bên phải né tránh đòn tấn công hiểm hóc của nữ quỷ kia. Đột nhiên phốc một tiếng, một luồng ma khí len lỏi đâm xuyên qua bả vai. Máu tươi phun ra như suối. Nét mặt Thiên đổi qua trắng bệch, đau đến cắn răng trợn mắt. Vệt máu vừa bắn ra đã làm mất đi khả năng tàn hình của bột đái nội. Thiên trực tiếp lộ diện ra trước mặt nữ quỷ. Bây giờ thì mày chết chung với nó đi. Nữ quỷ phóng ra hàng ngàn luồng quỷ khí như những mũi giáo nhọn đâm tới. Thiên chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác thân thể cứng ngắc không thể cử động. Nghĩ đến mình sắp bị xiên cho thành cái tổ ong, Thiên chỉ biết thở dài bất lực, chậm rãi nhắm đôi mắt, chờ đợi cái chết đang tới gần. Đột nhiên một vòng sáng chói lóa hiện ra, kéo Thiên và nữ quỷ vào một không gian khác. Cả thi thể của Phượng cũng bị cuốn theo. Thiên kinh ngạc mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Nữ quỷ bây giờ bị giam cầm trong một cái lồng được đan bằng những luồng ánh sáng màu vàng nhạt dịu mắt. Cô ta điên cuồng vùng vẫy gào thét, nhưng dù làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Bất chợt có bóng dáng của một người xuất hiện. Anh ta bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt trên không trung, chân lơ lửng không hề chạm đất. Nhận ra là người quen, Thiên bất giác thốt lên vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Tuấn, là mày phải không? Người kia nhìn Thiên cười nhẹ nhàng, sau đó đưa mắt nhìn xuống ngôi làng bên dưới chân bọn họ. Thiên cũng hiểu ý, chậm chậm đưa mắt nhìn theo,
vẫn là khung cảnh như cũ, ngôi nhà đơn sơ và cô gái mặc chiếc váy đỏ đang đứng chờ đợi. Vẫn là cảnh Phượng hớt hải chạy tới kêu dúi đi lánh nạn. Nhưng lần này mọi diễn biến phía sau lại xoay quanh Phượng chứ không phải là dúi nữa. Sau khi chạy tới cánh đồng, Phượng quả thực đã quay về tìm em mình. Cô cũng không hề biết chỗ đó có bom đạn chôn ở bên dưới. Khi nghe tiếng nổ, Phượng lập tức quay trở lại, thì bàng hoàng nhận ra thi thể của dúi đã không còn nguyên vẹn. Khó khăn lắm Phượng mới đủ can đảm và nén cơn đau đớn để gom lại thi thể của dúi cho hoàn chỉnh. Một mình cô không thể nào mang cái xác dúi về, đành ngồi tại chỗ làm phép, đem toàn bộ máu huyết tế luyện, đưa chúng dung nhập vào linh hồn của dúi, biến cô trở thành huyết quỷ. Nhờ vậy thi thể dúi mới trở nên nhẹ hơn và Phượng mới có thể mang theo bên mình. Lúc đó vì muốn trấn áp phần khát máu trong huyết quỷ, Phượng đã hy sinh thân mình, lấy ra ấn linh của bản thân, đem nó dung hòa vào linh hồn của dúi, ngăn cản bản năng khát máu vốn có của một con huyết quỷ. Khung cảnh lại chuyển biến, thi thể dúi được đem chôn trên ngọn đồi phía xa xa. Tiếp đó đến đoạn anh của Phượng phong ấn linh hồn cô tại cây me giữa làng Tân Hiệp. Thì ra Phượng muốn phong ấn linh hồn cô tại đây chính là để chờ đợi Thiên trở về, đem linh hồn dúi đầu thai chuyển thế, hoặc tìm cách hồi sinh cô sống lại. Bắt dúi làm huyết quỷ là bởi vì sợ nếu như chỉ là một phong linh bình thường sẽ bị dạ quỷ tìm đến ăn mất hồn phách đi. Nhưng mà mọi chuyện không suôn sẻ như Phượng tính toán. Thiên chưa kịp hay biết thì đã phải hy sinh trên chiến trường. Mấy năm sau Phượng vì mất đi ấn linh mà qua đời khi còn trẻ. Cô phải trải qua nhiều kiếp khốn khổ, thường xuyên mang bệnh tật, có khi bị ma quỷ quấy phá cho đến chết. Mãi đến kiếp này cô mới coi như may mắn, nhưng cuối cùng vẫn bị số phận trêu đùa. Thiên ân hận tột cùng. Tuấn đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai. Không sao, chỉ cần dúi chịu dứt bỏ oán hận, đồng ý trả lại ân linh cho Phượng thì Phượng sẽ sống lại được. Thiên như tìm thấy tia hy vọng, muốn quay sang nói chuyện với dúi, đã thấy khuôn mặt cô ta thay đổi, không còn nét giận dữ như lúc đầu. Đôi mắt chuyển sang màu trắng đục, ngồi thụp xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở. Thì ra là vậy, gái ơi, chị xin lỗi. Thiên thấy được oán khí trên người cô tiêu tán đi nhanh chóng, trả lại vẻ đẹp thuần khiết như xưa. Thiên muốn nói gì đó thì Tuấn ngăn lại. Để cô ấy bình tĩnh chút đi. Qua một lúc, linh hồn dúi cũng dần bình tĩnh. Tuy rằng oán khí đã tiêu tan, nhưng huyết khí vẫn còn đậm đặc. Cô ấy quay sang nhìn Thiên với vẻ hối lỗi mà nói. Anh à, nhờ chuyện này em mới biết được nỗi hàm oan của gái, cũng như nỗi khổ tâm của nó. Em hối hận về những việc mình đã làm. Xin trả lại ấn linh mà năm xưa nó đã giúp em. Mọi chuyện đều có nhân quả. Mặc dù em sai, nhưng nếu em thật sự buông bỏ chấp niệm, trả thai cứu sống Phượng, thì chính là phước đức mà em tích được để chuộc lại lỗi lầm. Em còn một yêu cầu, mong anh đồng ý. Em nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp. Dúi nói ra ước muốn bấy lâu nay của mình là mong có được cơ hội đầu thai làm lại cuộc đời. Làm sao anh giúp em được? Em không phải là vong linh mới mất, anh sợ mình không đủ khả năng. Tuấn bên cạnh khẽ tự tốn mà lên tiếng. Một mình mày không đủ thì mời thêm 5-7 người cao tay nữa, với từng ấy đạo hạnh thì sẽ giúp được cô ấy. Thiên như được khai sáng, bèn ghi nhớ và dự định sẽ làm sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc. Dúi lúc này lấy từ trong người ra một vệt sáng nho nhỏ. Đó chính là ấn linh mà năm xưa Phượng dùng để trấn áp huyết quỷ trong linh hồn của cô. Ấn linh sau khi dung nhập vào thân thể Phượng,
Thiên liền cảm nhận được trái tim của cô đập trở lại bình thường. Chú ý cũng biến mất ngay sau đó, trở về cây me, chờ đợi anh có thể làm lễ siêu độ cho mình. Sau khi giúp đỡ Thiên hóa giải kiếp nạn, Tuấn cũng đã đến lúc phải đi đầu thai. Mọi việc xem như tạm kết thúc. Thiên thấy khung cảnh huyền ảo cùng với Tuấn biến mất đi. Anh giật mình ngồi bật dậy, thì phát hiện ra bản thân vẫn đang nằm trong phòng ngủ của mình. Bầu trời bên ngoài đã sáng tỏ, ánh nắng trội qua khe cửa sổ làm anh có chút nóng bừng khuôn mặt. Thiên hốt hoảng chạy ra ngoài sân, phát hiện mẹ và em gái chuẩn bị đổ lúa ra phơi. Cây me của sớm nay đã phủ đầy nắng sớm, trông tươi mát và đẹp đẽ, y như một bức tranh thủy mặc. Ôi Dung, má, con về nhà ngủ lúc nào vậy? Cái thằng, mày ngủ như chết từ đêm qua tới giờ, chứ có đi đâu mà vậy? Nhậu cúng trầm xong á, không nhớ gì hả con? Cúng rầm? Vậy nay 15 hay 16 má? Bữa hôm qua 15, thì bữa nay 16 chứ gì? Vậy mà cũng hỏi cho được. Thiền nhéo vào cánh tay mình một cái, cảm giác đau nhói khiến cho anh tin tưởng những gì xảy ra là thật. Ngay lập tức dắt chiếc xe máy ra khỏi sân, đi xuống nhà Phượng. Trong lòng hiện rõ sự vui mừng. Dọc đường đi, Thiên luôn cầu nguyện cho cô, hy vọng cô không xảy ra chuyện gì. Đến nơi, vỡ òa khi thấy Phượng đang quét sân trước nhà. Ánh nắng trội vào mái tóc đen nhánh, làm tăng thêm nét đẹp huyền diệu. Nhìn cô với sự xinh đẹp thiết tha như ngày nào, khiến cho trái tim của anh rung động khó tả. Nhất là cảnh tượng lúc cô ấy nói ra mấy câu đó, càng biết trân trọng hơn bao giờ hết. Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện rõ sự thương yêu, đi đến trước mặt cô. Phượng cũng nhận ra anh tới, nhưng vẫn tráng quét cho xong khúc sân. Sau đó mới ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt thùy mị dịu dàng đốn đổ trái tim của chàng trai trẻ. Xong chưa? Anh chở em đi ăn sáng. Dạ. Hai trái tim cứ dậy xích lại gần nhau, bỏ qua những muộn phiền trước kia, mở rộng lòng đón nhận đối phương, trao tình cảm dạt dào như ý. Sau hôm đó, Thiên cũng mời nhiều sư thầy về làm lễ cầu siêu cho Dúi, trả lại cho thôn làng sự bình yên đẹp đẽ. Lâu lâu Thiên cũng cùng với Phượng hay tới chỗ năm xưa chôn cất Dúi để mà thắp nhang. Ngọn đồi của ngày xưa bây giờ đã không còn nữa, trở nên bằng phẳng lắm. Sau đó hai người cũng chính thức về chung một nhà. Không bao lâu sau thì bà Duyên qua đời, để lại ngôi nhà và đất đai cho hai vợ chồng anh thừa hưởng. Quý thính giả vừa nghe xong Cây me trấn quỷ, là phần tiếp theo của series Về quê làm thầy Pháp qua những sáng tác của lão cổ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.